Trong thần thoại Hy Lạp, Zeus và các vị thần Olympus là những nhân vật trung tâm. Gần như mọi câu chuyện của thần thoại Hy Lạp đều xoay quanh các vị thần này. Tuy vậy, ít người biết được rằng, trước Zeus và các vị thần Olympus, thế gian được cai quản bởi các vị thần khổng lồ Titan. Các Titan là những người con thế hệ đầu tiên của nữ thần đất mẹ Gaia. Zeus và các anh chị em đã phải chiến đấu trong suốt 10 năm để lật đổ thế hệ thần cũ và thiết lập triều đại mới. Trong video này, chúng ta sẽ cùng xem lại cuộc chiến gian khổ của thần Zeus và các anh chị em nha. Những đứa con bị nuốt chửng. Trước khi Zeus và thế hệ thần Olympus nắm quyền quản lý thế gian, vị thần khổng lồ Cronos, cha của Zeus, là vị thần chúa tể cai quản thế giới. Cronos kết hôn với nữ thần khổng lồ Rhea. Nữ thần Rhea đã sinh hạ 5 người con, đó là Hestia, Demeter, Hera, Hades và Poseidon. Lo ngại rằng các con lớn lên sẽ trút quyền mình, Cronos lần lượt nuốt chửng những đứa con mới sinh vào bụng. Tuy nhiên, bạn yên tâm, vì những đứa bé này đều là những vị thần bất tử, chúng không chết được. Những vị thần sơ sinh này sẽ lớn lên trong bụng Cronos. Khi mang thai đứa con thứ 6, đến ngày sinh nở, Rhea đã trốn đến một nơi xa xôi trên đảo Crete. Đứa con út được hạ sinh ở nơi này. Rhea đã đặt tên cho cậu bé là Zeus. Để tránh đứa con út rơi vào kết cục như anh chị mình, Rhea đã đánh lừa trao cho chồng một hòn đá cuốn tả. Cronos không biết gì và nuốt hòn đá thế thân vào bụng. Còn đứa bé Zeus được giấu ở một cái hang kín trên đảo Crete. Các tiên nữ đã nuôi nấng Zeus lớn lên bằng mật ong và sữa của con dê thần Amalthea. Vì là một vị thần, cậu bé Zeus lớn lên rất nhanh và có được sức mạnh phi thường. Nữ thần đất mẹ Gaia, bà nội của Zeus, đã trao cho Zeus sứ mạng giải thoát các anh chị em mình. Chuẩn bị cho cuộc chiến. Zeus tìm đến nữ thần Metis, nữ thần của sự thận trọng và khôn ngoan. Nữ thần Metis mách cho Zeus biết một loại cây thần kỳ mà khi sắc thành nước uống vào sẽ có công hiệu kỳ lạ. Cronos sau khi uống nước sắc từ thứ cây thần kỳ đó, ngay lập tức nôn ra tất cả những gì đã nuốt trước kia. Đó là năm anh chị của Zeus và cả hòn đá thế thân của Zeus khi xưa. Như bạn đã biết, vì là những vị thần bất tử, năm anh chị của Zeus đều lớn lên trong bụng Cronos. Khi được nôn ra ngoài, họ đã là những vị thần trưởng thành. Để có thêm lực lượng chống lại Cronos, Zeus và các anh chị mình cần mời thêm nhiều trợ thủ nữa. Đầu tiên, Zeus giải thoát cho các quỷ thần khổng lồ trăm tay Hecaton Kheiret đang bị giam cầm trong lòng đất. Những vị thần khổng lồ này vốn là thế hệ thần đầu tiên do nữ thần đất mẹ Gaia sinh ra. Khi Cronos chiếm quyền quản lý thế gian, đã giam cầm họ trong lòng đất để bảo vệ địa vị của mình. Sau đó, Zeus lại giải thoát cho những người khổng lồ một mắt Cyclops cũng đang bị giam cầm dưới lòng đất. Cyclops, giống như Hecaton Kheiret, cũng là những người con của nữ thần đất mẹ Gaia. Để trả ơn, các Cyclops đã sáng tạo ra chớp, sấm, sét, ba loại vũ khí mạnh nhất thế gian và tặng cho Zeus. Thần Hades thì được trao tặng chiếc mũ tàng hình. Thần Poseidon thì được tặng cây đinh ba có thể khuấy đảo đại dương và làm ra động đất. Từ giờ, ba anh em Zeus đã có những vũ khí lợi hại để chống lại Cronos. Cuộc chiến 10 năm. Ba anh em Zeus và những quỷ thần khổng lồ Hecaton Kheiret bắt đầu cuộc chiến chống lại Cronos và các vị thần khổng lồ đang quản lý thế gian. Trong hàng ngũ các vị thần khổng lồ cũng có những người đứng về phía Zeus chống lại Cronos. Đó là thần khổng lồ Okeanos, vị thần khổng lồ cai quản đại dương. Con gái của Okeanos và các con cháu cũng đứng về phe Zeus. Cuộc giao tranh diễn ra trong 10 năm. Các Titan bê từng quả núi ném tới tấp vào phe Zeus. Phe Zeus cũng giáng trả lại không kém. Zeus cho nổi sấm rung chuyển bầu trời, phát ra những tia chớp chói lòa mặt đất và giáng sét thiêu đốt, phá sập mọi thứ chung quanh. Thần Poseidon dùng cây đinh ba khơi sóng của đại dương lên tạo ra những cơn giông tố hung dữ. Biển khơi sôi réo, gào thét, vật mình quằn quại làm rung chuyển cả mặt đất và rung rẩy cả bầu trời. Còn các Hecaton Chiret với trăm tay và 50 đầu thì không sức nào cản được. Cuối cùng các Titan bị vây chặt phải chịu đầu hàng. Thần Zeus xiền họ lại rồi tống giam xuống địa ngục do thần Tate cai quản. Các Titan bị tống giam vào một khu vực hết sức nghiêm ngặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chung quanh là những bức tường đồng dày. Cẩn thận hơn, Zeus còn giao cho các quỷ thần Hecaton Chiret trấn giữ ở cửa. Trật tự thế gian mới. Thế là sau 10 năm giao tranh ác liệt,
Zeus đã chấm dứt được quyền lực cai quản thế gian của các vị thần già. Các vị thần trẻ do Zeus cầm đầu từ nay sắp đặt lại trật tự trong thế gian theo ý định của mình. Họ chọn ngọn núi Olympus cao ngất làm nơi trú ngụ, xây dựng trên đó một cung điện cực kỳ nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ. Nơi đây không khí trong veo, quanh năm ngày tháng lúc nào cũng chan hòa ánh sáng. Chẳng có khi nào tuyết rơi, băng giá, cũng chẳng có những đám mây u ám đưa mưa dầm gió bất về. Thật là một nơi ở thanh cao, tuyệt diệu của các vị thần. Từ đây, người ta gọi thế hệ các vị thần trẻ do Zeus cầm đầu là các vị thần ở ngọn núi Olympus, gọi tắt là các vị thần Olympus. Ngoài Zeus và các anh chị, sau này có thêm các người con của Zeus, được vinh dự đứng vào hàng ngũ các vị thần tối cao của Olympus. Đó là các thần Apollo, Artemis, Athena, Aphrodite, Ares, Hermes, Hephaestus, Dionysus. Cuộc giao tranh với các Gigantos. Trật tự mới do thần Zeus tạo lập chưa phải đã ổn định vững vàng. Nữ thần đất mẹ Gaia không hài lòng trước việc Zeus đối xử với các Titan tàn nhẫn như vậy. Gaia đã tìm đến những đứa con Gigantos, đại khổng lồ của mình. Đây là những đứa con sinh ra từ giọt máu của Uranos lúc bị tử thương. Gigantos là những quỷ thần khổng lồ hình thù vô cùng quái đản. Nhưng những quỷ thần này thiệt phận hơn các đàn anh ở chỗ chúng không bất tử, nghĩa là chúng có thể chết như người trần. Song chúng chỉ chết với một điều kiện nhất định là cùng một lúc bị một vị thần và một người trần đánh. Các quỷ thần Gigantos vê những hòn núi đá ném vào đỉnh Olymp. Chúng lại đem lửa đốt cháy từ đất cho đến tận trời há vọng thiêu ra cho cả ngọn Olymp. Chúng vê những hòn đá, xếp chồng lên nhau để leo lên hòng đánh tràn vào đỉnh Olympia cao ngất. Giáng trả lại lũ đại khổng lồ Gigantos là những đòn sét nổ, sấm rền kinh thiên động địa. Tuy nhiên, chỉ riêng các vị thần thì không thể giết chết các quỷ thần Gigantos. Sau cùng các vị thần Olympus phải cầu cứu đến một người trần là Heracles. Đây là một người trần có sức khỏe không thua kém gì các vị thần. Sự hợp lực giữa các vị thần và Heracles mới có thể giết chết và đánh đuổi những Gigantos. Như vậy các vị thần Olympus đã một lần nữa, lần thứ hai chiến thắng các thế lực cũ. Bạn thấy đó, thần Zeus và các anh chị em đã phải vô cùng gian khổ để lật đổ Cronos, thiết lập một thế hệ thần mới cai quản thế gian. Câu chuyện này là một trong những phần hay nhất của thần thoại Hy Lạp. Nó phản ánh quá trình thay đổi nhận thức của người Hy Lạp cổ đại về thế giới xung quanh. Câu chuyện của chúng ta về cuộc chiến của các vị thần Olympus đến đây phải tạm dừng. Trong các video tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những câu chuyện hay nhất trong thần thoại Hy Lạp nha. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video và viết ý kiến của bạn nha. Cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi.